Bữa nay thứ sáu ngày 3 tháng 2 nha anh em. Con này là con cái vàng lưỡi đen. Con này là con số 3. Cái vàng số 3. Bầy nó còn hai con vàng nữa. Em đặt số 1 với số 2 á, nó là số 3 cho anh em dễ nhận biết.